xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ Tướng Ca Vào Lò của tác giả nhà thơ Trần Hữu Thọ, được kính gửi tới toàn thể quý vị qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyệt. Chúc quý vị nghe thơ vui vẻ. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Một con hổ xám Hải Phòng vừa bị bắt nhốt vào trong kho rồi. Hoan hô tướng Đinh Văn Nơi, một trận đánh thép tuyệt vời làm sao. Cái thời chức trọng quyền cao, kêu mưa gọi gió lên nào đã qua. Hôm nay tướng Đỗ Hữu Ca đã bị khởi tố tay cha vào cổng. Tưởng rằng từ tế sạch trong, ngày làm giám đốc Hải Phòng rất oai. Ngờ đâu quả báo tam tai, hại người vô tội thì nay lãnh đòn. Cầm hàng chục tỷ tường ngon, kẻ nhờ chạy án khi còn chức cao. Thấy tiền mắt sáng như sao, án không chạy được lẽ nào nuốt trôi. Tưởng rằng hạ cánh êm xuôi, tướng về hưu cứ thành thời an bình. Nợ đời vay trả nhục vinh, suy đồi đạo đức tự mình trách ai. Đúng là quả báo chẳng sai, gieo gì gặt nấy mới hay sự đời. Gặp phải tướng Đinh Văn Nơi, hụp xám đất cạn hết thời dọc ngang. Thế là một lũ quan tham cùng nhau vọc trốn trại giam náu mình. Bác Lâm, bác ơi, không bước chân vì lòng dân mà ngang xưa. Dân vẫn cần bác Lâm, bác ơi.
được làm hoa nữa cho dân được nhờ. Bác ơi xin bác đừng về, bác làm hoa